Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Trong cờ vua hiện đại, Manuka và Hikaru Nakamura là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Hơn cả vua cờ Đinh Lập Nhân hay là Á quân thế giới Yan Nipomnechi. Nếu như Manuka Sen thống trị làng cờ thế giới ở cả ba nội dung, cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp, thì Hikaru Nakamura luôn được coi là tay cờ chớp số một thế giới và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Hikaru Nakamura và Manuka Sen tại vòng 3 Amamelon giải cờ vua sư hạng Na Chess 2023. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp hình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin dạy chơi cờ vua nhé. Trước tay cờ được coi là mạnh nhất thế giới hiện nay Nakamura tung tuyệt chiêu E4 để khởi đầu ván cờ, quyết tâm đè bẹp cựu vua cờ trong một trận đấu Amareon Như thường lệ khi đối đầu với các cao thủ thượng đỉnh, các xe nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt E5. Trong những lần đối đầu trước kia, ngoại trừ trận bông Clow khi thi đấu online, Nakamura thường nhảy mãi F3 và đã vấp phải sự kháng cự vô cùng quyết liệt của cựu vua cờ trong các hệ thống phòng ngự như Italy, Tây Ban Nha. Chính vì vậy mà anh đã đổi bài để tốt F4, sử dụng khai cuộc Gambit vua, một tuyệt chiêu tưởng như là đã thất truyền, hòng gây bất ngờ cho đối thủ. Sở dĩ gọi là Gambit vua là thất truyền, bởi trong những thập kỷ gần đây, các cao thủ hàng đầu thế giới hầu như không bao giờ sử dụng Gambit vua trong các trận đấu đỉnh cao. Việc Nakamura dám sử dụng Gambit vua trước kỳ thủ mạnh nhất mọi thời đại được coi là điều vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên thì có lẽ Nakamura đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Về phần Kassen, sau một thoáng lúng túng, Kassen nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh vốn có của mình. Anh lập tức ăn tốt sang F4, chấp nhận lời khiêu chiến của thần sấm. Trắng nhảy mã F3, đưa quân ra kiểm soát trung tâm. Nên đẩy tốt G5, củng cố vững chắc tốt F4 vừa ăn được bất chấp việc này có thể làm suy yếu bên cánh vua. Trắng dâng tốt H4, phản kích vào G5, hòng phá tan cấu trúc tốt cánh vua của đen. Đen thúc tốt tràn sang G4, tấn công mã. Trắng chạy mã lên E5, vừa chạy vừa tấn công lại con tốt G4. Ở đây trong trường hợp mà đen đẩy tốt H5, cố gắng bảo vệ tốt, thì trắng sẽ triển khai tượng lên C4, hợp sức cùng mã tấn công vào điểm yếu F7 đen nhảy mã H6 bảo vệ thì trắng sẽ dâng tốt D4 và tạo ra một thế trận tấn công khá là mạnh đủ bù đắp cho sự kém sút về lực lượng trở lại với diễn biến ván cờ đen lựa chọn phương án đẩy tốt D6 đuổi mã chấp nhận bỏ lại con tốt ở G4 không chậm trễ trắng ăn mã về G4 lập lại thế cân bằng về lực lượng đen nhảy mã F6 khiêu khích mã trắng không muốn mất tem chạy Trắng liền đổi luôn mã vào F6 Đen ăn hậu lên F6 Trắng đẩy tốt D3 Mở đường cho tượng C1 xuất trận Đen phát triển mã cánh hậu lên C6 Trắng phi hậu lên F3 Phối hợp cùng tượng vây bắt con tốt F4 Đen triển khai tượng lên H6 bảo vệ Lo ngại đen thừa cơ nhảy mã D4 phản công Trắng chủ động lùi hậu về D2 Để phòng có biến Đen bình xe sang G8 Triển khai xe tham chiến trên cột G. Trắng nhảy mã C3 đưa quân cánh hậu xuất trận thật nhanh, hòng giành thế chủ động trên chiến trường. Nên phi tượng lên E6 bảo vệ OD5 để phòng trắng nhảy mã d 5 tập kích bất ngờ. Chưa thể bắt được con tốt F4 ngay lúc này, trắng bèn di chuyển tượng lên D2. Trong một thế trận bung bét, đen không dám để vua giữa bàn cờ lâu, nhanh chóng nhập thành đưa vua vào khu vực an toàn. Chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Trắng cũng nhập thành. Di chuyển vua vào góc bàn cờ. Sẵn sàng nganh chiến. Với khả năng chơi cờ tàn siêu việt của mình. Đen phi hậu lên D4. Gạ gẫm trắng đổi hậu. Buộc phải thắng trong trận. Agamemnon này. Nakamura lùi hậu về E1. Cố gắng tránh một cuộc giao chiến. Nhằm giữ lại lực lượng để phản công. Không đạt được mục đích. Đen lùi hậu về E5. Tìm kiếm cơ hội khác trắng lùi mã về E2 với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường nên mạnh mẽ dừng tốt F5 mở cuộc phản kích vào trung tâm ở đây trong trường hợp mà trắng ăn tốt vào F5 thì đen sẽ ăn tượng lên F5 trắng lên hậu F2 bắt tốt thì đen sẽ qua xe F8 rình trắng ăn mã lên F4 thì đen sẽ phi tượng lên G4 tấn công xe và mở đường cho xe vây bắt con mã F4 khiến cho trắng bị tấn công đôi khó lòng mà chống đỡ Do đó mà trắng đã đẩy tốt G3 tìm đường phản công lại. Nếu mà đen ăn tốt G3 thì sẽ bị mất tượng ở H6. Chính vì vậy mà đen đã ăn tốt vào E4. Trắng ăn tốt lên F4 bắt hậu. Đen tiếc của chạy hậu sang F5 cố gắng bảo vệ tốt. Trắng nhảy mã G3 tiếp tục truy sát hậu. Đen chạy hậu về F7 rình. Thừa thế sông lên. Trắng thúc tốt tràn sang F5 tấn công tượng. Đen ăn tượng vào D2 chiếu. chẳng ăn xe lên D2. Ở đây trong trường hợp mà đen ăn tượng vào A2 thì trắng sẽ ăn mã lên E4. Đe dọa nước tiếp theo sẽ đẩy tốt B3 để nhốt tượng. Đen chạy tượng về D5 thì trắng sẽ qua xe F2 bảo vệ tốt. Và thế cờ sẽ diễn biến vô cùng phức tạp. Cơ hội chia đều cho cả hai bên. Trở lại với diễn biến ván cờ. Đen chủ trương đánh chắc, tiến chắc nên đã chạy tượng về D7. Mở đường cho hậu uy hiếp tốt A2. Trắng vào vua B1 bảo vệ tốt. Đen nhảy mã lên E5. Ở vị trí trung tâm này, mã đen tạo ra mối đe dọa vào F3 để tấn công đôi hậu và xe. Thấy vậy, trắng lập tức di chuyển hậu lên D3 tránh đòn. Đen ăn tốt vào D3. Trắng ăn tốt lên D3. Đen lên tượng C6. Tấn công xe trên đường chéo lớn Trắng nhảy mã lên E4 chặn lại Chưa làm ăn được gì nên đưa vua vào B8 Để phòng có biến Trắng phi tượng lên H3 bảo vệ tốt Đen qua xe E8 Dình dập trên cột E Trắng triển khai xe sang C1 Đưa quân nặng tham chiến trên cột nửa mở C Đen lên tượng D5 dình Đang quen tay Trắng bất cẩn qua xe E2 Mà không kịp phanh lại Ngay lập tức Đen ăn luôn tượng vào A2 Mùm kêu Mình xin Trắng chạy vua vào A1 Đen lùi hậu về D5 Bị mất tốt chay Trắng điều mạng tung mã lên G5 Tấn công hậu Đen chạy hậu sang D7 Dình lên A4 chiếu Trắng lên hậu D4 Tấn công tượng và ngăn chặn đen chiếu Đen phi hậu lên B5 Bảo vệ tượng Đồng thời tiếp tục đe dọa sẽ qua hậu A5 chiếu rồi tiến vào A2 để chiếu hết. Trước tình huống phản công nguy hiểm này, trắng liền sách vua chạy sang B1 tránh đòn. Đen lùi mã về c 6 tấn công hậu. Thế đen dở bài tấn công mở, trắng liền ăn xe vào E8 chủ động chiếu trước. Đen ăn xe sang E8. Lúc này thì trắng mới chạy hậu về C3. Đen phi tượng xuống B3, phong tỏa đường chạy của vua. Theo chúng tôi thì ở đây, Trắng nên nhảy mã về E6 bịt cột mở E lại đồng thời đe dọa lùi mã về D4 tấn công hậu và tượng tuy nhiên thì trắng lại lùi mã về E4 để thủ thế ngay lập tức đen phi hậu lên A4 đe dọa sẽ vào A2 để chiếu hết trắng chạy xe sang F1 mở đường máu cho vua thoát thân chưa vội vàng sọc vào ngay đen nhảy mã lên D4 đưa thêm quân để lên trung tâm Đe dọa sẽ chiếu hậu ở A2, ép cho vua trắng chạy sang C1 rồi sẽ nhảy mã E2 chiếu để bắt hậu. Thế vậy, trắng nhanh chóng lên tượng G4 bảo vệ ô E2. Thế nhưng, số 1 thế giới tấn công thì không hề đơn giản và luôn có những phương án dự phòng. Anh bất ngờ lao tượng xuống C2 chiếu. Trắng chạy vua sang C1 tránh đòn. Đen lao hậu xuống A1 tung đòn xiên chiếu bắt xe. Trắng lướng cuống chạy vua lên D2 Đen lệnh dùng ăn hậu sang F1 Không còn gì để mất Trắng điều lĩnh ăn hậu lên D4 Tiêu diệt quân mã đang làm nhiệm vụ bảo vệ tượng Và với nước đi này thì Nakamura đã cho rằng Đen sẽ phải tìm cách chạy tượng Nhưng không Manukasen bất ngờ Phế luôn tượng và tước D3 Tung đòn đánh quyết định ở đây trong trường hợp mà trắng ăn hậu về D3 Thì đen sẽ lùi hậu về G2 chiếu Bắt tượng Và bắt mã Trắng chạy tượng về E2 che Thì đen sẽ ăn hậu vào E4 Và đen sẽ chiếm ưu thế lớn Khi áp đảo về lực lượng Trở lại với diễn biến văn cờ Sau 10 tính toán Biết không thể nuốt trôi con tượng D3 Trắng bèn nhảy mã F6 Tấn công xe Bảo vệ tượng Đồng thời còn đe dọa nhảy mã D7 chiếu Thế nhưng nước đi này cũng không thể giúp cho thần sấm Nakamura hóa giải được thế công như vũ bão của cựu vua cờ Manukasen và với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải run sợ. Đen lạnh lùng lao xe xuống E2, tung đoàn chiếu hiểm độc. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ. Thần sấm Nakamura đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị hành hạ. Trường hợp mà trắng cố gắng chống cự thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.